Đoàn công tác của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội do Bộ trưởng Đào Ngọc Dung làm trưởng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần LMK Việt Nam đã tham gia hội thảo trao đổi về hợp tác lao động với phía bạn về hợp tác cung ứng lao động và ký kết MOU, bản thỏa thuận hợp tác về lao động, việc làm và an sinh xã hội tại hai nước Bulgaria và Romania. Kể từ khi gia nhập Liên minh châu Âu EU, lao động bản xứ tại các nước như Ba Lan, Slovakia, Czech có xu hướng chuyển sang các nước Tây Âu tìm việc làm do có mức lương hấp dẫn hơn, dẫn đến sự thiếu hụt về nguồn lực trong nội bộ thị trường EU một cách trầm trọng. Đặc biệt, trong số đó có Romania và Hungary là hai nước đang thiếu hụt lao động ngày càng nghiêm trọng và đây cũng chính là cơ hội cho lao động Việt Nam. Đối với thị trường châu Âu nói chung, cơ chế làm việc được áp dụng khá nghiêm túc, song vẫn đảm bảo được quyền lợi và sức khỏe cho người lao động. Như chúng ta đã biết, bên cạnh mức lương hấp dẫn thì châu Âu là một trong những châu lục rất phát triển, nền kinh tế năng động và hiện đại. Điều này đồng nghĩa với việc khi tham gia xuất khẩu lao động tại các quốc gia này, người lao động Việt Nam sẽ được tiếp cận với quy trình làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, cơ hội nâng cao tay nghề, học hỏi tác phong làm việc để có thể thích nghi nhanh chóng với bất kỳ môi trường nào về sau. Ngoài các đối tượng là lao động phổ thông và lao động nghề, thị trường châu Âu cũng rất thu hút lao động có trình độ tại Việt Nam. Để trực tiếp tuyển dụng và đưa lao động sang làm việc tại nước ngoài, Công ty Cổ phần LMK Việt Nam được biết đến là một trong những công ty xuất khẩu lao động hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp việc làm ngoài nước cho lao động với mức thu nhập cao và nhiều chế độ ưu đãi. Trong những năm qua, công ty đã đưa trên 5.000 lao động ra nước ngoài làm việc. Tính đến năm 2018, LMK Việt Nam sẽ đưa thêm 1.000 lao động để nâng cao thu nhập cho người dân và cho đất nước. Chúng tôi chuyên tư vấn và giới thiệu lao động trong nước đi làm việc tại các quốc gia Trung Đông và châu Âu như Ả Rập Xê Út, Qatar, Oman, Dubai, Kuwait, Ba Lan, Romania, Hungary, Czech. Dịch vụ tư vấn xuất khẩu lao động Nhật Bản, xuất khẩu lao động Đài Loan, du học Nhật Bản với đa dạng các ngành nghề trong nhiều lĩnh vực khác nhau như xây dựng, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dầu khí và nhà hàng khách sạn. Để tạo được lòng tin sâu sắc đến người lao động và mở rộng thị trường lao động trong và ngoài nước, ngày 27 tháng 11 năm 2018, Việt Nam và Bulgaria đã chính thức ký kết hợp tác xuất khẩu lao động, mở ra cơ hội cho lao động Việt Nam có thể đến Bulgaria làm việc ở nhiều lĩnh vực như xây dựng, dệt may, nông nghiệp, công nghệ cao, điều dưỡng. Cũng trong chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Bulgaria, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và đoàn công tác đã thăm một số trung tâm đào tạo nguồn nhân lực của Cộng hòa Bulgaria. Bộ Lao động cũng như Công ty Cổ phần LMK Việt Nam luôn hướng đến các lợi ích của người lao động đang làm việc ngoài nước, luôn tạo điều kiện và mong muốn người lao động có công việc và nơi làm việc tốt nhất. Ngày 28 tháng 11, tại Cộng hòa Romania, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Bộ Lao động Công bằng Xã hội Romania Marius Constantin Bubai đã tiến hành hội đàm và ký kết bản ghi nhớ MOU hợp tác trong lĩnh vực lao động và an sinh xã hội. Bản ghi nhớ có thời hạn 5 năm, bắt đầu từ năm 2018. Qua ý kiến của các vị, nhất là các tập đoàn lớn ấy, tôi thấy là Romania hiện nay rất đang có nhu cầu về lao động. Prin discuția de astăzi, cum am auzit de la dumneavoastră, știu că România are nevoie de foarte, foarte mult forță de muncă. Nên tôi khuôn lại trong khuôn khổ công việc này thì tôi nói mấy ý thế này. Trước hết là cái yêu cầu của người lao động ấy, thì đương nhiên là phải khi mà rời khỏi đất nước đi lao động nước khác thì đương nhiên phải có mấy cái mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là việc làm. Mục tiêu thứ hai là có thu nhập và cuộc sống tốt hơn ở bên trong nước. Lao động Việt Nam sang Romania có điều kiện làm việc tốt, được chủ doanh nghiệp bố trí nơi ăn, ở, chi phí xuất cảnh thấp. Trong giai đoạn 2008-2016, mỗi năm mới chỉ có khoảng 100 lao động Việt Nam sang Romania làm việc cho các ngành nghề hàn, cơ khí, điện, sơn. Năm 2017, có hơn 800 lao động Việt Nam sang Romania làm việc. Trong năm 2018, đã có gần 1.400 lao động Việt Nam sang Romania làm việc với các ngành nghề cơ khí, xây dựng, chế biến thực phẩm. Để hiểu rõ hơn về nơi làm việc cũng như nơi ăn ở của công nhân làm việc nước ngoài, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đến thăm nơi ở và hỏi thăm sức khỏe của anh em lao động. Vâng, có lao động lương cơ bản thì khoảng 18 triệu.
Mình làm thêm 5 ngày nữa là có 23 18 triệu đến thanh nhất. Đấy 20 tỷ lệ đấy. Đó là 30 ngày đấy. Đến ngày nào làm đi. Đấy, là 30 ngày. Nhưng mà anh em lúc ốm rồi sao? Phải làm y tế chứ. Bảo hiểm y tế cho anh em nghỉ là rồi đạt lương cũng thầy đi em có thuộc tháng như là rồi. Nguồn trường á. Thế bây giờ cái cần quan tâm nhất ở đây là cái gì? Thứ nhất là cái mức lương. Thứ hai là cái đảm bảo cái dự báo trong những năm tới, các công ty, doanh nghiệp châu Âu cần nguồn cung lao động lên tới con số vài chục vạn người. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là công ty cổ phần LMK Việt Nam, phát triển là cầu nối để giúp người lao động được sống và làm việc tại các quốc gia tiềm năng nhất, cũng như giúp người lao động cải thiện kinh tế cá nhân, nâng cao tay nghề và tiến tới cơ hội định cư tại châu Âu. Trong những năm gần đây, cũng như trong tương lai, LMK Việt Nam luôn tạo được lòng tin tuyệt đối và chất lượng phục vụ cho người lao động và khách hàng.